Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với trò chơi đầu tiên. Đó chính là thử thách nấu ăn trên thuyền. Wow, mấy bạn đang thấy là hiện tại là tôi với Sammy đang ở trên cái thuyền khác nhau đó. Thì món đầu tiên chúng ta sẽ làm đó chính là món gà chiên cùng với khoai tây chiên. Thì ở đây là mình thấy là có con gà nè. Đây, mình sẽ lấy thịt gà, sau đó mình sẽ chọi qua kia cho Sam. Rồi. Cái gì vậy Sam? Sao Sam chọi đồ ăn luôn vậy? Phí phạm rồi, quá đây, trời ơi. Đây, cắt. Rồi, Sammy. Rồi, Sammy sẽ cắt thịt gà. Rồi đó, Phong sẽ lượm thịt gà, Phong đem đi chiên. Đó mấy bạn thấy không? Mình là con màu xanh nè, còn Sam là con màu đỏ phía trên nha. Phong ơi, ông thấy gì không? Ông thấy gì không? Khách nó ngồi ngoài nè, khách nó ngồi lên bên nè. Ê, trời. Trời, trời cho nhầm rồi. Đây. Ê. Đó được rồi, chờ bây rồi, ok. Gà chín rồi nè. Gà chín rồi nè. Ok. Chiên tiếp. Trời ơi. Bận rộn quá bạn ơi. Ôi khoai tây. Ồ sao một món gà khoai tây. Sao một món rồi. Đây bỏ đi cho khách nè. Ok, được một món rồi nè. Món tiếp theo món gà chiên. Quăng hai ba cái tôi đi, tôi vô nhanh. À quên này là Sam chiên khoai tây chiên nha. Nè, một củ khoai tây nè, hai củ khoai tây nè, không chọi qua nhiều nha. Rồi, đây ông chọi luôn hả? Gà nè đó, nấu nha, nấu nhiều nha. Rồi đây tôi đang. Trời ơi nhiều quá vậy. Nhưng mà đồ ăn á, mình nấu đồ ăn xong mình gọi là vứt qua vứt lại vậy, nó có hơi gọi là mất vệ sinh không ta? Ông biết cái phong cách bà già mình nổ ra xong ném không? Đó cái này mình đang diễn xiết cho khách xem. Cái này là vừa nấu đồ ăn vừa diễn ảo thuật. Trời ơi nhiều. Ôi trời, khoai tây chiên không hả? Đây khoai tây chiên không nè. Có khoai tây chiên không cho khách nè. Gà chiên không. Ôi gần hết giờ rồi, gần hết giờ rồi. No. Trời ơi, tôi hết dĩa rồi. Mình lấy dĩa đâu vậy? À đây, dĩa đây. Tạm. Từ, không đang cố đây, khoai tây chiên nữa. Rồi khoai tây chiên xong rồi nè. Gà. Ôi. Ôi. Ai da. Ôi cũng được nha. Ôi được 2 sao. Wow, mình bán được 5 món mấy bạn ơi, ngon lành. Cũng xịn đó chứ. Xịn đó chứ. Đó mấy bạn hiểu chưa? Nói chung là cái trò này đơn giản là tôi với Sammy sẽ vượt qua những cái thử thách của những cái con map này và sẽ nấu ăn những cái món ăn thật là ngon cho khách. Nấu được càng nhiều món thì càng sẽ được nhiều điểm, mấy bạn hiểu không? Đấy. Rồi bây giờ mình chơi map tiếp theo là map nào đây Sam ơi? Tôi thấy có cái map nấu ăn cho quái vật á, Phong không thấy không? Gomez Galaxy nè. Mình nấu ăn, mình không nấu ăn cho người nữa. Bây giờ mình ăn cho quái vật, quái vật ăn cái gì? Tôi đang thắc mắc kìa. Quái vật nó ăn món gì ta? Hay là nó ăn mình luôn nhờ? Nó ăn chân nhện. Ui rồi ôi, coi khách hàng kìa. Tụi người ngoài tin không? Wow, khách hàng à. Ây da, tôi té xuống nước. Tôi làm bữa ăn cái nó ăn à. Rồi, món đầu tiên nó muốn ăn hamburger hả? Trời ơi, quái vật cũng ăn hamburger hả? Đầu tiên là lấy cái hamburger nè. Cái hamburger làm gì? Đưa tôi bỏ hamburger bỏ đấy cái gì á. Còn đưa tôi cái hamburger hình như là đem nướng lên hay sao á. Đưa tôi cái bỏ, tôi cắt cho. Phải cắt ra. À, nói chung là những cái này là phải cắt ra. Thịt bò hấp lên với thịt bò ai chiên, thịt bò kia ông có cái chảo kìa, ông thấy không? Cái chảo, nhưng mà cái chảo nó không chiên được, nó không chiên thịt bò được. Đây, chỉ có Sam mới làm được hay sao á? Sam cắt được rồi. À, cắt thịt bò đây. Ê! Trời ơi! Trời đất ơi, cái hồ nó chìm xuống được. Trời, cái này khó nha, phải dễ nha. Sam đằng sau lưng của Sam là mấy cái tủ đồ ăn kìa. Sam lấy đồ ăn, Sam để ở đây nhiều lên. Đây, bỏ nhiều đồ ăn vô đó. Rồi, bỏ nhiều vô để Phong lấy, Phong chặt rồi. Ra. Ê, nó rung kìa. Rồi, yên tâm. Ui, may quá trời. Vừa kịp lúc luôn, may quá. Rồi, bây giờ là thịt bò phải đem chiên lên nè. Rau đem chiên lên không? Rau không đem chiên lên, ok. Rau cắt thôi, nhét vô thôi. Rồi bây giờ phong chiên xong mấy thịt bò nè Sam, đây thịt bò nè. Để tôi nhét vô đây. Rồi đúng rồi, nhét vô. Rồi, thêm thịt bò vô. Đây, thêm miếng thịt bò nữa. Ê, cắt miếng thịt bò đây. Rồi ok. Rồi được món. Rồi xong món, rồi đó, xong rồi đó, được một món rồi đó. Ủa sao có cái chảo đây vậy? Đây được cái món này, nó cho đưa tôi cho ông nè. Rồi, tiếp theo nữa là món bò với rau với lại phô mai. Thịt bò với thịt kìa. Cái gì? Cái món này với thịt bò thôi nè, có món này đơn giản nè, với thịt bò thôi kìa. Nhưng mà hết giờ rồi. Nè. Trời ơi, đây xong một món rồi. Rồi, xong một món. Ok. Món thứ hai. Thịt đi, có cái món dễ nè. Ủa món này sắp hết lắm rụng rồi. Cắt rồi đó. Cái miếng thịt tròn đó, Sammy lấy Sammy hấp đi. Nhét vô hả? Chiên lên nè đúng không? Đây tôi chiên lên nhanh. Con món này xong rồi nè. Rồi để Phong đi, Phong thái đầu củ à. Trời ơi, tôi đang chiên cái kia luôn á trời. Rồi xong luôn, cái nồi chìm xuống dưới luôn ơi. Trời ơi, tôi đang chiên luôn á trời. Cái nồi thịt bò trời ơi, đang chiên ở dưới lấy chìm xuống. Lấy được không? Nó đang đổ nè. Rồi xong, lỗ rồi. Nấu chưa được nhiều mà nấu đúng nấu ăn cho quái vật mà đúng khó luôn. Ê, Sam ơi, tôi thấy nó cháy lửa bên dưới nước kìa Sam ơi. Kìa, tôi đâu có lấy được đâu. Tôi xuống đó tôi đi luôn á. Xịt. Xịt. Xịt nhanh. Sao tắt lửa. Sao nó tắt lửa được? Thề luôn á, cái trời đâu. Trời ơi, nó khó quá bạn ơi. Ây da, trò này khó mấy bạn ơi, trò này khó rồi. Đây. Trời ơi, cái miếng thịt nó đen tui lùi vậy mà sao tính lấy cho khách ăn hả? Xong ác
Thôi thua rồi, mình còn có mấy giây rồi, mình thua rồi. Trời ơi, nó khổ quá bạn ơi, nó quên quy vật khổ quá. Lỗ 57 đô luôn, trời ơi, lỗ rồi. Buffet trên trời hả? Wow, tôi thấy cái này có vẻ là hợp lý nè. Làm buffet trên trời nè. Vừa ăn vừa bay vậy, hay vừa ăn vừa bay lên trời, cái này có vẻ hợp lý nè. Rộng nha, rộng nha. Wow, khách hàng kìa, người ta còn gì? Khách hàng, ủa? Lại tiếp tục là hamburger đây, cùng với thịt bò và phô mai. Đây, tôi nướng lên cho. Vậy để Phong làm phô mai, xong rồi. Bánh hamburger đâu, bánh hamburger đâu? Đây, bánh hamburger đây. Rồi, lấy bánh hamburger đi. Rồi, món thứ hai. Rồi. Bò đâu rồi, thịt bò đâu rồi? Bò đây. Rồi, đây không rồi. Trời, bò vô. Rồi, đúng rồi, hay quá. Ôi, cái gì cháy vậy? Ôi, cái này làm sao? Cái bình xịt cháy đâu? Mình xịt cháy vậy? Sao ơi? Ây da, trời, Phong té rồi. Bên kia kìa, bên đây nè, cháy nè. Rồi, ok, thôi rồi. Ok, thôi. Ê, cháy gì vậy? Để Phong bưng đồ ăn cho khách. Còn Sam dập lửa đi. Đây. Nấu ăn trên này sợ quá rồi. Ok, món tiếp theo là có hamburger rau với lại cà chua. Trời ơi, cháy hoài vậy, thôi kệ đúng không vậy? Có bị gì không? Bây giờ nó đi, Sam dập lửa đi để Phong nấu ăn cho. Giờ chỉ còn cách đó thôi. Ok. Ok, rau nè. Thái rau. Ok, rau. Bỏ vô hamburger nè, cà chua đúng không? Thêm cà chua nữa. Thêm cà chua. Thấy ra. Thêm cà chua. Cháy nè, có bị gì không? Có kệ đi, tôi thấy cháy nó có bị gì đâu. Có đó, cháy là chặn đường Phong nè. Phong chạy đường nó sao đấy? Cứu Phong. Đây, rồi. Ok. Nấu thịt bò đi. Ây da, sao trời, sao trời mấy thịt bò như vậy, sao không nấu? Rồi, bây giờ tiếp. Ủa sao Phong không chiên thịt bò được Sam? À quên, phải cắt ra, nhầm. Xin lỗi, quên. Nó bết mà cua. Trời ơi, trễ giờ làm món cho khách rồi, nhanh lên. Đây rồi. Một người dập lửa, người đi nấu ăn. Cái nhà hàng này mất ổn. Ủa sao đặt đây vậy? Ây da, lửa kìa Sam ơi, dập đi. Đây, Nhanh lên, xong rồi cho khách rồi. Xong rồi cho khách rồi. Đây khách ơi. Yes, xong thêm món rồi. Bò thịt kìa. Bò với thịt đó, bò thịt. Ok, bò với thịt. Bò thịt dễ kìa. Đây, Phong đang nấu. Dập lửa đi sao. Trời ơi, làm đầu bếp khổ. Mết mà tôi tưởng là làm cứu hỏa không Phong ơi. Làm đầu bếp mà như làm cứu hỏa, vừa nấu ăn vừa dập lửa. Bánh hamburger. Ê, cháy kìa. Ây da, lửa cứu tôi. Hamburger đây nè. Rồi nhét vô. Cà chua nữa, còn thiếu miếng cà chua nữa, trời ơi. Trời ơi, nãy ông không cắt cái này nó dễ hơn. Ông lấy cái ăn món là dễ hơn thôi. Món bò thôi đây nè. Đây, xong thêm một món đặc. Đây, xong thêm món cuối cùng cho khách ạ. Rồi. Ui, yes, xong thêm món nữa. Rồi, đây. Ây da, Sam ơi, cứu Phong với, Phong bị lửa chặn đường rồi. Đây, Sam đây. Trời ơi. Đồ bếp đi đâu sợ mấy cục lửa này vậy? Cứu Phong với, Phong bị lửa chặn đường. Rồi, cái này xong rồi nè. Cái món dễ nhất là đây, món này dễ nhất nè. Đừng có chặn tôi. Tôi đâu có chẳng đâu. Mở cửa nhanh. Rồi, gửi khách nè. Rồi. Thêm món nữa. Nhanh. Rồi. Ây da, bị chặn rồi, Phong ơi, cứu tôi. Chết rồi, bình cứu hỏa nằm bên kia rồi, không qua được. Trời ơi, mấy cục lửa này có chịu quá vậy. Mấy cục lửa chặn đường rồi. Trời ơi. Quá cay luôn á, trời ơi, vừa nấu ăn mà vừa bị lửa nó tấn công nữa. Không sao nào. Ê, mình vẫn bán được 189 đô, mình vẫn có được tiền mà. Mình làm cái gì phật lòng lẫn chó với là ông này buồn nè, thấy không? Buồn nghĩ sao vậy nè. Rồi, nói chung mà từ nãy giờ tôi thấy là tôi với Sammy cũng có một cái tài nấu ăn cũng khá là bất ổn á bạn. Vừa nấu ăn vừa làm lính cứu hỏa. Nhưng mà không sao, bây giờ chúng ta sẽ đến với một nhà hàng tại Trung Quốc. Đó, đây là một nhà hàng tại Trung Quốc. Và chúng ta sẽ nấu một món có tên là mì xào hải sản. Ok, đầu tiên là sẽ bỏ mì. Mình bỏ mì vô đâu? Bỏ mì vô đây. Bỏ mì vô nồi. Ok, bây giờ Sam nấu một nồi, Phong nấu một nồi đi. Sam nấu cái món đầu tiên đi, Phong nấu món thịt bò cho. Rồi, cắt. Rồi, bỏ vô đây. Cắt. Làm mì rồi, rau. Tôi muốn hai nha. Đừng dành. Rồi đây, cắt. Rồi. Phong là chứ... Sam là món với tôm, còn Phong là món với thịt bò. Ok. Ê, làm sao lấy vậy? Không, mình phải bỏ cái dĩa vô mình mới lấy được hay sao á. Nè, đây. Lấy cái dĩa nè, mình chờ cho nó chín, hình như nó chưa chín. Ok. Ấy da, sao món ở đây nó hơi lâu ta, nó hơi lâu chín nha. Từ từ lấy coi. Hình như nó bị tắt lửa. Tắt lửa. Đây. Trời ơi, đổ. Là nó bị tắt lửa là mình phải bê cái nồi đi chỗ khác. Đây. Ủa, bê cái nồi chỗ khác. Ok rồi, món này. Nè, Sam nhìn Phong này, ví dụ nó bị tắt lửa mình phải bê cái nồi qua đây, hiểu không? Đó. Rồi. Trời ơi, thực tế gì vậy?
Rồi, rồi bây giờ bò. Ok, bây giờ món của Phong với món Sam cảm giác rồi. Là mì nó dễ hơn nha các bạn. Mì tôm nó dễ hơn nhiều. Mì tôm là cái gì, muốn ướt là dễ nấu lắm. Kéo nồi qua đây. Rồi. Ê, cái lửa nồi ơi. Bây giờ để coi coi solo coi Phong với Sam sẽ làm được bao nhiêu tô nha. Phong đang làm tô thứ hai nè. Ê, tôi bưng nó đâu là nó tắt lửa đó là sao vậy? Rồi, chỉnh rồi. Rồi, Phong xong hai tô chỉnh nha. Chỉnh rồi. Ủa sao không lấy được? Rồi, oh no. Phong quên bỏ mì rồi. Rồi ơi, nó mì tô mà quên bỏ mì. Trời ơi, Phong quên bỏ mì rồi. Trời ơi, ông quá bá đạo ông ơi. Tao mới nấu được mấy tô rồi? 3 tô rồi. Cái gì ghê vậy trời? Ôi Phong, trời ơi, cái tô của Phong nấu sai rồi. Phong bỏ hai miếng thịt bò lận cho nên sai trời rồi. Trời ơi, đây đứng đây canh có gì coi các bạn. Cái mà nấu mà nó không có nóng là mình di qua bên kia. Nhìn Phong cái khổ không? Ủa tôi rồi, ủa cái gì? Ê, rửa dĩa đó trời ơi. Ôi dĩa vô. Ê Phong, cái dĩa coi, tôi rửa dĩa. Ê nó nổ nó nhanh. Ê. Nó nổ bây giờ kìa, nó nổ. May qua không nổ. Phong ơi, em may rửa dĩa kìa, tôi rửa dĩa cho mình xem nè. Vậy là phải có một người đứng đây để rửa dĩa đó. Rồi, mình rửa chung cho nó nhanh. Rồi, ok, xong rồi kìa. Từng nổ kìa. Đây, Phong xong thêm tô mì nữa nè. Mì tôm đây, mì có con tôm trong. Gọi là mì tôm. Trời ơi, bây giờ tôi mới hiểu gọi là để có thể làm một người đầu bếp là không có dễ nha các bạn. Phải canh đúng lửa, rồi. Canh đồ, tùm lum tùm la hết chứ không phải dễ đâu nha. Trời ơi. Làm đầu bếp khó lắm chứ. Nấu mì tôm cũng mệt chứ đâu có đùa đâu. Rồi, còn có 20 giây nữa, cố gắng được, mình phải nấu được thêm một nồi nữa. Sắp chín rồi mà còn hết nhiên liệu nữa. Rồi, 9 giây, 8 giây, 7 giây. Rồi, yeah. Yeah, xong. Rồi. Tuyệt vời bác ơi, yeah. Ok, nói chung là vẫn nấu được thêm một ít nữa các bạn ạ. Mình đã nấu được tổng cộng là 7 món. Ok, được 339 đô. Ủa nhưng mà sao không được sao nào vậy? Vậy là phải nấu hơn đó. Cái này phải nấu hơn á mình. Hình như là mình phải nấu được 500 đô mình mới được một sao kìa. Đúng rồi, khó nha. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái map cuối cùng. Ủa, vẫn là map nấu ăn trên thuyền nè. Rồi, bây giờ map này ông với tôi phải cố gắng làm cho xuất sắc nha. Đây. Ok, được rồi, món đầu tiên chúng ta sẽ là món gà chiên. Sam cần phải quăng cho tôi miếng thịt gà qua đây. Quăng quá trời luôn, cho ông làm gì làm. Đó, rồi. Quăng hết cho tôi. Rồi, bây giờ tôi sẽ chặt thịt gà nè. Rồi, xong tôi sẽ chọi cho bà đem chiên cho khách nè. Rồi, chiên nè. Ê, trời, tôi lỡ chọi miếng thịt gà xuống nước rồi. Tôi lỡ chọi thịt gà xuống nước rồi. Đó, tôi chọi quá trời luôn. Đây, của bà nè. Cái gì? Không có dĩa không? Cái này cầm. Sam ơi, bà không biết gì đâu, tôi mới vừa chọi miếng khoai tây chiên bay vô cái nồi chiên luôn. Ủa bây giờ tôi chọi đâu vậy? Tôi chọi ông hả? Đúng rồi, chọi Phong nè. À không, Phong lấy cái dĩa, Phong chọi cho Sam mới đúng. Cái dĩa nè. Ôi cháy. Rồi đây nè, cái dĩa cho em nè, cái dĩa nè, đó cái dĩa nè. Rồi. Rồi Sam lấy miếng gà, Sam để lên dĩa đi. Rồi đó, bỏ lên cho khách xong rồi đó. Rồi ok. Đây, còn đây là miếng gà mà Phong mới vừa chặt xong nè. Đây, đó, chọi qua đó. Ê có dĩa dơ rồi Phong ơi, nhớ rửa nha nè, dĩa dơ nè. Đâu dĩa dơ đâu? Dĩa dơ đâu? Đây. Dơ. Rồi, ok, rửa. Rồi, xong cái dĩa nè. Rồi, để dĩa này. Cho tôi cái dĩa đi. Từ từ, để xíu, Phong đang chặt gà. Rồi, ok, dĩa của Sam đây. Dĩa dơ nè. Phong rớt xuống nước rồi. Trời ơi. Đây, để rửa chén. Đây, Phong đây. Rồi, xong. Đây, từ từ, để xíu, Phong cũng cố gắng lắm chứ bộ. Phong bị té xuống hồ luôn. Ông chọn đây ai mà lấy dĩa được. Rồi. Đem thịt gà qua chiên giùm cho Sam nè. Sam chiên lâu quá. Đó. Trời ơi, té xuống nước nữa, trời ơi, xui quá. Trời ơi, tại vì là tôi phải chạy qua chạy lại liên tục nè. Tôi chuyên nghiệp không? Khoai tây chiên nè. Ném mặt ông luôn á. Trời ơi, còn cái dĩa dơ nữa, phải đem về rửa. Té nữa. Trời đất quỷ thần ơi, là té hoài luôn á trời, rồi xong mất mấy cái dĩa luôn rồi. Kìa, có khách order gọi là gà với khoai tây chiên kìa. Này. Đây, để Phong làm cho. Nè, gà nè, ok, gà bỏ vô xong rồi nè. Tới lượt khoai tây chiên nè, đây khoai tây chiên đây. Rồi xong. Rồi. Đây thêm một món nữa cho khách. Rồi đó, xong một món nữa đó. Lấy khoai tây chiên bỏ vô nấu đi bỏ nó nhau. Rồi. Đùi gà đâu? Đây, chặt tiếp. Đây, thịt gà đây. Trời, ông ném cái gì vậy? Ông ném cho cá ăn hả? Xin lỗi, Phong ném nhanh quá. Nè, đó, ném qua đó. Rồi, vô, ném vô nồi luôn ghê không? Rồi nè, ném qua nè. Ôi! Hay quá. Ông số 2, ông 2, số 1 luôn á. Xin lỗi, lệch. Đó, ném qua đó. Rồi. Nhanh lên Sam ơi, còn 20 giây nữa kìa, mình phải nấu được thêm một món nữa. Dĩa dơ kìa. Dĩa dơ, đâu, để Phong rửa cho. Mới tôi cái dĩa đây. Cái dĩa trên bàn kìa, nhanh lên, 10 giây. Làm được thêm một món nữa, phải làm được. Té rồi. Hay quá Sam ơi. Còn dĩa không? Rồi hết rồi. Hết dĩa rồi, còn một cái dĩa cuối cùng mà hết giờ rồi.
Trời ơi, tiết kiệm dễ sợ luôn à. Ây da, để coi chúng ta bán được bao nhiêu món đây. 6 món. Ây da, 229 hả? Ê, sao nãy mình được 2 sao hay gì ta? Hồi nãy tại vì mình bán được đến tận 7-8 món nữa luôn á, cho nên mình được 2 sao. Còn giờ là mình bán được có 6 món á. Ok, hỏi bạn á, coi như là ngày hôm nay là tôi với Sammy hai đứa mình đã cùng nhau gọi là thử thách, gọi là nấu ăn ở trên mọi địa hình rồi đó. Nói chung là nấu ăn cũng khá là khó các bạn ạ. Nào là phải biết rửa chén nè, biết canh coi đồ ăn lúc nào chín nè, rồi biết tùm lum la thứ. Nói chung là làm là đầu bếp khổ lắm. Phải đó, phải cắt là phải nấu là phải canh giờ, xong phải rửa chén nữa đó, tùm lum tùm la luôn mà. Cho nên là chúng ta cần phải tôn trọng tất cả những món ăn mà do những người đầu bếp làm ra, bạn hiểu không? Rồi ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng rất là dài rồi, và nếu như bạn nào mà muốn mình và Sammy sẽ cùng nhau chơi tiếp tục tựa game này và mời thêm những thành viên khác của Hero Team và chơi chung nữa thì đừng quên hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye. Bye. See you again. Hero Team.